gian cho anh. Ủa ai đây? À, dạ em là Diễm My, giáo viên dạy tiếng Anh cho Trạng Nguyên á. À, thì ra là con sâu rượu. Chào cô nha. Mới gặp lần đầu tiên, bất lịch sự. À, chỉ tới được ngày đám cưới thôi, còn mấy ngày khác chứ không tới được đâu. Ừ, vậy nha. Bộ anh sắp đi đám cưới ai hả? Nốt bận tâm với chuyện người khác, bớt lo chuyện dạy học đi. Cái thằng nhóc trẻ trâu này, thái độ vậy hả? Thử đi ra coi, cho một cước thì thôi luôn á. Cô làm cái gì vậy cô? Xin lỗi anh nha. Không có cố ý. Tại không biết anh đi ra cửa lại. Xin lỗi anh. Hình như anh là bác sĩ phải không? Tôi mới nhạc nha. Tôi làm hết phần việc của tôi rồi mà. Phần còn lại tôi giao cho chị Ngân. Anh hỏi kỹ chị chưa? Nếu vậy là không được rồi. Phần việc của ai người đấy làm, đã phân công hết rồi mà. Tôi lỡ đưa cô tới địa phận Cần Giờ rồi. Cái gì? Cần Giờ? Tôi đâu có muốn đi Cần Giờ đâu. Tôi chỉ muốn anh chở nhờ tôi ra chỗ chạm xe buýt thôi mà. Sao chở tôi xuống Cần Giờ vậy? À, bình tĩnh. Tại vì tôi có ra một người bạn đám cưới ở Cần Giờ. Bây giờ tôi đang trên đường ăn đám cưới nè. Ai ngờ tôi thấy cô vẫn còn trên xe. Phải sao? Ê, Diễm My 96 ơi, có khi nào ổng thích em không ta? Ủa gì vậy? Bạn tôi đó, mình gái chút nha, chắc cô không phiền đâu. Không giới thiệu nha. Không giới thiệu hả? Thôi đi. Không phải nhưng mà hai người nghĩ đâu. Chuyện nói ra dài dòng lắm, nhưng thực tình đó là cô giáo dạy kèm của con cháu tôi. Cô giáo hả? Dạ, em chào cô giáo. Nè. Đủ rồi, đừng làm ồn nữa, đừng làm bậy. Để tôi đưa cô đi. Thôi khỏi, anh đi nhậu với bạn anh đi. Bắt taxi đi về. Ê, đâu đi taxi được. Đi chung cho nó vui. Đi chung cho nó vui. Đúng, vô. Đi chung nha. Rồi, thôi, không có mà. Nè. Đi. Lên. Nè, khoan. Cái tên tiến sĩ biến thái kìa. Giờ này tối mà còn ngủ cái gì nữa. Dậy coi. Thôi. Cô làm cái gì vậy? Tôi muốn nói chuyện với anh. Anh có biết anh làm tôi ra nông nổi gì không? Hả? Anh không biết là bây giờ là tôi khổ sở như thế nào không? Nhưng mà chuyện gì? Anh còn hỏi chuyện gì nữa hả? Anh bỏ quên tôi nè, anh cố tình anh bỏ rơi tôi bãi biển nè. Cho nên bây giờ hả, tôi nổi tiếng khắp cộng đồng mạng rồi đó. Đây sẽ là vũ khí giết người. Cuối cùng em cũng đã có cách để trả thù cái tên tiến sĩ điên đó rồi. Ủa My ơi, em đang nghĩ gì trong đầu vậy My? Rượu này nặng lắm đúng không? Nặng lắm, chừng 3 ly là quắt cần câu á. Chính vì vậy em sẽ sử dụng nó, đưa cho tên tiến sĩ điên đó uống. Em phải làm hết tất cả những gì mà ông đã làm với em. Alo, tôi đây. Xin lỗi, tôi là ai ạ? Trần Diễm My đây. Trần Diễm My là ai? Trần Diễm My 96, cô giáo dạy kèm ở bãi biển Cần Giờ đó. À, thì ra cô gái bất tỉnh. Ừ, kể cái gì tối nay gặp nha. Rồi. Chắc là mình uống vài lon bia thôi ha. Cô muốn ăn gì? Đây để tôi kêu cho. Anh ơi, cho em món này với món này rồi, nha. Ok. Dạ. Anh ơi, anh cho em hỏi, em được bạn tặng chai rượu này nè, em có thể uống ở đây được không? Dạ được ạ. Nè, tôi uống với anh luôn.
Anh thấy chưa? Nếu như mà tôi gài anh thì tí giờ tôi bắt anh uống rồi, tôi đâu có uống ra làm gì, đúng không? Ê, cô ơi, cô ơi, cô. Nè, ly anh xem rớt nè. Đây, bỏ đá vô. Cái gì? Bỏ đá vô nè, lạnh rồi dễ uống hơn, đúng chưa? Đúng chưa? Nè, tôi là tôi chấp anh, tôi không uống đá luôn. Bây giờ bỏ cục đá vô. Cô ơi, cô. Vô. Vô. 1, 2, nè, vô. Nè, nhanh lên, 100%, 100%. Cô ơi, đồ ăn ra rồi. Nếu cô ăn, mình đi về nha. Cô ơi, cô. Mình đi về nha. Ai cho anh về? Chừng nào tôi cho phép anh thì anh mới được về, biết chưa? Thôi về được rồi, cô say rồi đó. Không có say. Đây, vô, 100% cho tôi. Vô. Nào thôi, được rồi, đừng có uống nữa. Cô say rồi. Đã nói không có say mà anh không có hiểu à. Bao giờ tôi cho phép anh mới được về, biết không? Ngồi im ở đây. Coi chừng té. My ơi, mày đâu có say đâu, mày vẫn còn tỉnh táo mà. Cô ơi, cô làm gì cô nhìn tôi dữ vậy? Nè, cô đi đâu vậy? Chị chưa xin. Tôi nói khi anh biết tôi không có say. Trời ơi. Dạ. Phải say. Tu luôn, tu luôn. Tu cái gì? Phải xỉ. Tu rồi nè. Phải xỉ. Tu rồi nè, ly tôi hết rồi nè. Tu luôn rồi sao không chịu xỉn cho anh? Anh xỉn vô coi. Sao mà tôi sống được nữa? Tại sao không sống được nữa? Người ta kêu tôi là cô gái bất tận trên bãi biển. Tôi sống được nữa. Tôi phải đi cưng. Tôi không có đây được nữa. Tôi phải đi đi cưng. Biết không? Người đi cưng phải là anh. Dạ. Uống đây. Uống hết rồi, uống hết rồi. Uống cái này đi. Kêu thêm đồ ăn. Kêu thêm đồ ăn đi. Hết luôn ly thứ hai nha. Đó, tôi tiếp luôn phần của cô đó. Đi toilet nữa đúng không? Sao biết hay à? Nhìn cái tướng đi tạo nét vậy là biết rồi. Rồi. Cô. Về. Cô về, không có về. Đi tầng 2. Đi tầng 2. Cũng tại cái tình đáng ghét đó. Ủa tiến sĩ, tôi chỉ cho anh biết. Trên cũ mình bỏ quên.